Xin chào, chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh Juno GB và Di. Mua sản phẩm 1.000 đồng mua trên Shopee. Mua trên Shopee 1.000 đồng các bạn nha. Thật vui nhé các bạn nha. Xem 1.000 đồng thì mua được gì nè. Cái này là trong một buổi tối đặt hàng đó các bạn. Mình nhìn cái hình của nó á, mình quên không có đọc nội dung. Mua 1.000 đồng, mình nhìn cái hình có đến 4 cái xe công trình luôn. Cho nên là mình nhấn ngang tay mình đặt liền. Tại nó khuya rồi, 12 giờ hơn rồi, cũng buồn ngủ quá rồi. Đặt xong là đi ngủ, xong sáng hôm sau người ta xác nhận gửi hàng rồi, thì lúc đó mình mới xem lại cái đơn là chúng ta có một xe công trình mà thôi. Nhưng mà một ngàn đồng một cái xe công trình như thế này, đúng các bạn biết nó tên là gì? Cái này nó là vỉ xe công trình hốt rác trơn 4 cái đủ mẫu ben bồn hốt rác. Trời ơi, xe này là xe hút rác. Kết quả của việc mua trong đêm tối, mua trong buồn ngủ quá nên là mua luôn, bấm mua luôn mà không xem xét nội dung. Tưởng là có 4 cái cơ, nhưng mà một cái cũng này, cái này to, to cỡ bàn tay mình nữa các bạn. Chỗ này mình thấy là nó giống như là nó bị cắt này các bạn. Mà như nhà bán họ lấy một cái xe trong một bộ xe công trình, người ta lấy ra là giống như một bộ là có 4 cái, giống như cái hình mà mình xem đầu tiên ở cái hôm mình đặt á, 4 cái họ cắt đi cái khúc dưới giao cho người ta, còn giao cho mình một cái xe công trình này. Cái xe công trình, lôi ra xem, mình lôi ra xem nhá. Đây một cái xe xe đổ rác, nhúc nhích được, cũng dễ thương. Đừng 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 đừng. Xe này có 6 bánh. Nhấc cái này lên. Nó có đà nữa các bạn. Chỗ này cái bánh giữa nó có cái đà, chạy đà là nó sẽ chạy. Mình run là sẽ chạy mạnh, nó chạy được một lúc lâu luôn. Một cái xe hốt rác. Nhưng mà chữ truck này nè, chữ truck trên đây nó là xe tải nha. Xe tải nhưng mà xe hút rác. Gọi là xe tải. Video hôm nay của Di đến đây là hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video review sản phẩm 1.000 tiếp theo nha. Bye bye.